Chắc là sắp tới nhà Hoa lại phải chuyển nhà rồi mọi người ạ. Bởi vì cái căn nhà mà vợ chồng Hoa đang ở nó cũng sắp hết hợp đồng rồi. Bữa nay Hoa đi xem cái căn này ở sát bên phòng Hoa ở luôn. Nhìn cái căn này nội thất chủ nhà để con là Hoa cũng khá là ưng rồi đó. Nhưng mà tiếc một cái là cái căn này chỉ có hai phòng ngủ và ở lầu 28 thì cũng hơi cao. Lúc trước khi mà vợ chồng Hoa đi xem cái căn mà vợ chồng Hoa đang ở bây giờ thì nó cũng là cái sự lựa chọn duy nhất và tốt nhất tại thời điểm đó. Bởi vì mấy cái căn trước đó mà Hoa xem thì không có căn nào mà Hoa ưng cái nội thất hết á. Hiện tại thì vợ chồng Hoa đang tìm kiếm một cái căn nào mà nó có ba phòng ngủ mà ở cái tầng nào thấp thấp thôi. Mặc dù là di chuyển bằng thang máy nhưng mà ở tầng 28 đi lên đi xuống hoa thấy cũng khá là mất thời gian và hơi bất tiện. Ở Dĩ An mà muốn thuê chung cư 3 phòng ngủ mà người ta để con nội thất sẵn đẹp đẹp một chút xíu thì khó kiếm lắm mọi người. Cái căn này hoa đang quay cho mọi người xem là ở trên thủ dầu 1. Ở trên đây mà muốn kiếm căn 3 phòng ngủ nội thất đẹp thì hơi bị nhiều luôn, chỉ sợ là không có tiền thuê thôi mọi người ạ. À. Nếu mà không có gì thay đổi thì khoảng 2 đến 3 năm nữa vợ chồng hoa sẽ xây nhà nên là cũng muốn thuê cái căn nào nó có sẵn nội thất để ở tạm đỡ phải tốn chi phí sắm sửa nhiều. Ở chung cư thì view đẹp và an ninh thì đó nhưng mà hoa vẫn thích nhà nhưng mà đất hơn. Cái phòng này thì nhìn ở trên hình là hoa đã thấy ưng rồi tới tận nơi xem tận mắt lại còn ưng hơn hoa thích nhất là cái phòng bếp này nè nếu mà có chuyện lên đây thì rộng rãi thao hồ mà quay clip luôn bữa giờ thì vợ chồng hoa cũng tham khảo và đi xem nhiều căn rồi nhưng mà thấy hai cái căn này nội thất và giá thuê cũng ổn nên là hoa mới khoe với mọi người lâu lâu mới có cơ hội lên thủ dầu một nên là hai vợ chồng hoa cũng tranh thủ hẹn nhỏ bạn thân đi ăn gồm nó nhìn anh xã hoa kiểu ủa ông này là ai sao lại bế tôi còn cái em Mia này thì khỏi phải nói luôn mới gặp người ta có lần đầu à, mà làm như là quen lâu lắm rồi á sắp tới thì chưa biết là như thế nào nhưng mà nếu mà có chuyện nhà thì hoa sẽ cập nhật tình hình cho mọi người xem sau ha